vậy chứ khó ăn lắm. Bóc vô cái mu đó anh em, cái mu lưng đó, bóc vô cái mu lưng đấy luôn. Rồi để mình quýnh xong mình sẽ quay tiếp cho anh em coi nha. Rồi kéo câu đi, quay cho coi. Đây, phao, phao anh em. Giờ bắt đầu thăm câu nha anh em. Tới giờ nè. Sớm giờ có quay cái bổ rồi đó, giờ tới bắt đầu thăm. Cá bông đi lao quá.
dở thì bộ không có bỏ luôn quá. Nó mặn quá đó. Lúc này nước mặn quá, cái bể dở nó gớm lên rồi. Dính cá đuối thì giờ mình kiếm bần hái nấu mình cho bần ăn, ăn tại chỗ luôn, cá tươi thì nó mới ngon. Hay ra trái này chín là trời ơi đã bạn khách, trời ơi, trái đó nó nấu mình chua ngon. Đây cá bần nha nè. Bần nhỏ nhỏ là chín này danh. Ủa cái bần này trái ngộ rồi. Quấn thấy mẹ luôn á. Dạ.
ơi. Bà nội ngon, mấy trái bà nó ngon luôn á. Tầm rúng á. Tưởng con gì không à. Kỳ quay vậy. Mấy anh em tôi hái bần, bây giờ xong rồi giờ mình bần cá anh em. Nãy câu được nhiêu đây, được con cá ngát này chắc tầm cũng dựng ký à. Ồ mấy cái gì chứ rồi gà cá đuối hồi là ông mắm ghiền luôn. Ôi ngon anh em ơi. Quá đã. Để gà cá đuối nè. Cái gà này như cục đá vậy. Ta nói là ăn mình ăn ăn đó là bị đá như giống như cục đá vậy. Đâu là có bài ghen anh Khánh. Ôi đã. Cái đuối này chắc được cái đuối giảm 2 kg. Trời ơi, lên để hồi. Ừ. Đại quá. Cái này tài cái bằng tổ đãi thiệt á. Ngon. Trời ơi. Nay mình săn một đường câu này là dính cá mình ăn lẩu hết luôn nha anh em. Không có chừa lại con nào á. Con làm hết rồi, giờ cá đuối nó bự. Quá đã. Cái đuôi nó đâu rồi? Ủa, cái đuôi nó mình đều làm cái gôi quýnh một cái cuối thịt. Cuối thịt luôn. Dời. Chưa dám bị xin mày. Rồi chỗ lộn rồi, kẻ cầm anh chắc anh kẻ là mai hộp kẻ là mai. Chấm nó con mắt cái hộp. Má xương sụm không? Rồi nó có ốc nữa ơi. Nó không có xương đâu, nó sụn sụn không à. Sụn luôn. Má ngon lắm luôn á. Nó vua chúa. Một con rồi, tôi có nghĩ chừng phút chưa cắt ăn được. Đừng có bỏ, đừng có bỏ. Đứng. Có mở ruột thôi, không có bỏ. Ruột cái lấy vuông, xong bỏ ruột vô nấu rồi. Rửa sạch là chơi luôn rồi. Còn cái nào bỏ vô cái nào vậy không? Rồi cái lực tiếp tục cá ngát nha. Bỏ vô cái gì không? Rồi. Đây còn cá ngát nữa anh em. Mặn cá ngát luôn. Cá ngát này chắc nó được. Bảy lắm không nè. Cái son này thất bại luôn, nặng luôn rồi. Nấu xong bữa. Son này dù má nấu gì nặng gì hơn nha. Rồi. Thôi nha, hồi mình lên bếp 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 ấm ấm rồi mình cho anh em xem nữa nha. Hái bần nè anh em, hái bần nè, làm lẩu rồi lặt rau, mấy anh em làm đủ thứ hết thôi. Ăn chắc ngon lắm. Đây cái đuối xác hành liền. Quá đã. Đúng mức. Đúng mức không? Đúng mức, đúng mức. Chất bằng tay luôn. Hồi lấy cái gỗ rồi gì rửa mang tép chế nước cho nó nhả nước nhớt ăn thôi. Mình tép với lắc nó để ăn mì tối ăn mì đi. Vậy phải nhà ấy để tanh. Lấy nước mì lấy lúc mà mặn rộng nó chút xíu rồi. Ừ. Đây là lạc rau này anh em. Đúng mức không anh em? Đúng. Đây, cá ngát. Quá cái ngon đuối. Luôn, cá ngát thì cá đuối. Cá đuối nè, ơi. Thao cá luôn rồi. Còn gì chê. Không gì ngon hơn nữa. Bằng ăn ở dưới ghe. Thiên nhiên hoang dã. Đụ má cái này heo ăn cho người ta ăn đó trời. Mình là heo. Quá ngon. Thấy chưa đâu mà còn bần nữa. Chậu giọng lấy căng chậu lấy căng cho chú ơi, chú rửa nằm đây vô là giải quyết cái nước lẩu rồi. Bần anh em, bần này thôi làm nước chua. Ờ vô nè. Cá đuối và cá ngát nấu canh chua bần. Ôi cho bần nó ngon à. Trời ơi, nào mà nó ngồi xì chao nó bận luôn. Xì chao luôn. Rồi, hồi nữa lên ấy thì mình lấy cho nha anh em. Lên lẩu rồi mình lấy. Sớm giờ giờ mới được lên lẩu nha anh em. Con vừa đi bãi hết. Đây. Không biết niêm nè. Nó sống nó chao dữ vậy. Mất nước rồi bớt không? Chao quá rồi đổ không? Không bằng á. Để kiếm gì chế nước mắm cho chấm. Đúng rồi. Lấy cái bịch mẹ nó cuốn cuốn ra. Nó chế mắm vô thao á. Này kêu bằng cây nhà lá vườn luôn nè em, không có gì. Nó xét đâu dính đâu không sao đâu. Không có nó bị té. Bật lên, hồi đó mình để nghiêng nghiêng á. Làm gì? Đây, cá đuối. Sắc ớt thì nhiều vô nghe. Đây là cái cây. Lấy gan này nè, hồi dầm vô nước mắm nha. Đây, mắm
mắm đây. À, anh em ta dùng bây giờ không có gì ăn, đang bằng cái thau vậy anh em. Đổ hết vô luôn. Thau vậy. Dùng cái đó mấy xu gió này để nó cuốn lên đầu rồi. Hết vô. Hết luôn. Cái nãy ta bẻ chiều nhiều lắm luôn á, nhỏ nhỏ á. Mình không có gì ăn á, giờ mình phải ăn đi ghe là vậy, đi ghe là phải ăn bằng nước mắm phải đổ vô thau vậy. Thì ăn lẩu là phải ăn bằng cái giá cân á anh em. Còn mẹ dân nhà giàu đi ghe chạy ghe là nhiều quá. Vậy vậy á. Bỏ tặc. Ô. À, thì em vậy dễ cuốn cái này nó không ấy. Đó, không gió. Rồi ok. Ok chưa? Chưa. Rồi nói không? Có thêm đại chứ không biết. Đó. Rồi. Rồi bỏ vô. Ăn giống như heo. Chơi gì? Sắc nữa vài phanh nữa đi. Được rồi. Rồi mày tán cái chén này rồi. Tán chén nước lẩu nè. Tán chén nước lẩu nè. Con không vừa nên liếm mày. Rồi có ai cái bên lấy cái miếng đường này ăn đi. Hậu ơi, đó. Lấy miếng đường lên nè. Anh em cô bác xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thì cho một like và một share. Đúng rồi. Nhớ nha anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em mình đã có động lực cho những chuyến đi mới. Chúng tôi có động lực làm những video khác hay hơn nữa. Toàn chén mà mày ăn cái gì? Đói. Rồi. Có rồi, ngon anh em ơi. Dân dụng cái gì có đi nghe. Đúng rồi. Nắp này nữa, cái nắp này rồi, cái nắp này nè. Nắp này ăn ngon hơn á. Không có nó xì. Giờ là đông người quá mà không đủ chén nữa anh em. Là một cái chén. Hai cái chén. Đây cái chén này đưa coi. Hai cái chén. Đó, cái chén. Thêm đó cái chén. Đây này. Cái chén đó nè. Mẹ giờ kiếm cái gì túc cái bận này ra đi. Túc cái gì nữa? Túc ra ngoài lấy cái này à. Đúng rồi, có rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Chén này nè, em thiết kế. Không đi ghe tao cũng thiết kế rồi. Cái đó trên mặt chỗ mà ghe nó dục vô. Chừng gớt cái đèn ngang nó trùm không? Có trùm vô trong không? Ừ. Ăn lẹ lẹ xuống. Rồi mời mời cả nhà dùng. Mời cả nhà dùng cơm. Chọn đi cho chứ được rồi đó. Không dùng bún cũng được. Tụi mày ra đây đóng sôi luôn ông nội ơi. Dạ. Ngồi đông đông vậy sôi. Ai ăn nước mắm chấm 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 nha. Quá ngon anh em. Trời ơi cái đuối. Bầu nãy quên, bầu phải bỏ vô cho chín trước được rồi. Bầu không chín luôn rồi bà. Ôi chui tao muốn hỏi hầm. Ra đây. Giờ xuống xé trong mì tôm á. Đem mì tôm lên cuốn ngay đây là nó sôi à. Cuốn vòng à. Ừ. Cái bếp này có nóng dưới đít không anh, cháy cái mùi không ta? Không à. Rớt rồi. Có đốt cái gì nào? Đụng cháy mùi. Tại dưới cái chân này nó có cục cao su. Kéo nóng luôn cái lột mà. Đi anh xè lấy mì tôm đi anh. Đây bà anh nè. Đây này cả nhà. Đang còn chim đây. Có lửa cháy không hậu, giờ không có lửa gì không? Lửa người tộc. Ủa có lửa. Có lửa không? Không. Trời ơi, hết ra. Chắc không có lửa. Báo cáo với anh em sai chương trình nha. Được á, được hả? Có ra không? Nặng mà. Cho miếng nha, che mé đây nè. Để đốt vào đi che. Che anh em ơi, vô quá trời anh em ơi. Đó, trời ơi, hồi nãy giờ nó không cháy. Đây có lửa này, chỉ có nắng. Này sao tao đi ngươi, thấy lửa không lên nữa. Không ơi, nghe chưa. Thổi, thổi, thổi. Thổi đâu tán thắt đâu. Lửa nhỏ nhỏ thôi. Cái bình ga này cũng hết hạn sử dụng nha anh em. Gió nó bay. Che xác này gió đó. Bay đụng mày che xác trái miếng giấy. Mày bị quá vậy đó. Bị gì vậy? Thôi đừng lo lo. Lo nó bắt lửa nó qua liền. Gà gà nhỏ nhỏ thôi chú anh. Thôi 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 mẹ tao cách chân điện mẹ mày ăn theo mày đi thấy không. Phật thổi thổi vô tay
hậu mày lấy dung nước mày xuống dưới mày dung nước chân cái hậu. Lửa cực nhỏ lại á, canh ra. Anh em gàn cá đuối nè, mình phải dầm với nước mắm ăn mới ngon nghe. Nước mắm ăn thao vậy. Thao nó bị thao mũ mà nó bị xé. Dầm chứ để ăn hồi gấp ăn bún lộn chết. Dầm này chấm miếng ăn à, không có lộn. Chấm cho ra nước chứ để bún lộn. Anh em mình ăn dơ. Mà mình ăn cũng hơi dơ thế. Đi ghe ăn trồn cũng dơ mà ăn trồn. Trời ngon. Nói chung là bọn mình đi ghe ăn trồn tí. Tự má. Ngon không? Ngon. Đó, đụng má sôi đó nãy giờ nó sôi thấy không? Đừng miếng ngay. Méo. Béo. Ăn cá đuối mà dầm nước mắm ăn thầy. Trời sôi đó, giờ sôi rồi. Ăn rồi chứ. Để nguyên cục gấp là bị đạp á. Bầu này không đợi. Đại cả nhà xoay cơm lần 2 nha. Thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ anh em tôi nha. Con đi bán. Ôi, đã không? Đã. Dạ cái kìa. Cho anh lộ cái tùm như gọi là mẹ nó khô lớn nó bị. Còn quá. Nóng hả khô? Nóng nó khô. Chúc cả nhà ngon miệng. Thôi mình chia tay tại đây nghe anh em. Có gì khác thì mình quay tiếp nữa cho. Bye bye anh em. Khô cái ngõ Phật nha.